Chào các bạn, tôi đến chỗ khu du lịch Bửu Long. Đó, có mấy con rồng. Đây là cửa vô. Đó, khu du lịch Bửu Long. Đây là khu du lịch rất là lớn, hơn 84 mẫu. Đó, thì khu này có sông hồ nước, rồi có núi, rồi có hang động, rồi có chùa chiền, rất là đẹp mắt, rất là danh tiếng ở Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy chúng tôi vô để quay cho các bạn. Rồi hôm nay chúng tôi vô qua cửa thì nó có con rồng lớn kìa, không rồng này cũng mười cao, chắc cũng mười mấy thước, bị dài hai mấy ba chục thước. Tôi đi vô tham quan. Đây nó có hàng bông cũng đẹp. Bên kia là khu chơi của trẻ em, người lớn nữa. Ngồi bên này thì không có ai. Đây là cái hồ cá. Đây hồ cá mà mình không có cá. Cá. Để du lịch Bửu Long. Làm mấy cái nhà này theo kiểu xưa cũng đẹp. Đây là thiên đường tuyết. Trong này chắc đi chơi tuyết. Đi chơi tuyết rồi kìa. Khám phá Bắc Cực. Đó, thì mấy con có mấy con gấu tuyết nè. Chỗ đây phải tốn tiền. Chỗ này là trò chơi luân hồi chuyển kiếp. Đó, luân hồi chuyển kiếp, không biết có gì đâu, phải vô coi mới được. Đây là khám phá bí mật nỏ thần. Biết có gì tổng hồng á. Đây là chỗ buôn bán cho mấy người đến đây rằng tống tại này kia đó. Có mấy cái dù treo lên cũng đẹp. Dù treo lên đây cái xe, mấy cái xe để chở rơm, chở đồ nè, bằng cây, xe Lambretta mà làm bằng cái mấy cái dừa, làm mấy cái gáo dừa đó. Trên đó có cái con khủng long. Đây cũng có con khủng long đây. Khủng long. Khủng long đây.
luôn. Đây có những cái chòi, nó làm cũng đẹp. Ở đây có chỗ ngồi rất là thơ mộng. Các bạn nãy giờ đi mệt rồi, giờ ngồi nghỉ chút. Giờ ngồi cái chỗ ghế này cảnh cũng đẹp, thơ mộng. Đây là tỉnh thất Phổ Hạnh. Phổ Hạnh có tượng Phật Bà, đèn gà, Phật nằm. Giơ tay lên trời vậy đó. Nhà hàng Du Long. Du Long. Nhà hàng Du Long. Nhà hàng cũng lớn. Đây nó gọi là bến thuyền, bến Thiên Nga. Đó mình đi đạp. Đạp mấy con vịt này đi chơi, đi vòng vòng chơi. Đây là bản đồ của cái khu du lịch Bổ Long, lớn ghê không. Đây có mấy cái nhà này cũng đẹp. Đằng kia là mấy cái hồ đó. Chỗ này là chỗ ngồi chơi, rất thơ mộng. Đây là đi qua cầu. Đây nó có cái chỗ này ngồi xích đu chơi. Ồ, quá đẹp ha. Cái hồ đó rồi có cái những cái như cái đăng đá đó, giống ở Vịnh Hạ Long vậy đó. Nó có cái cầu thang mình lên mình chụp hình này. Cái đồ xích đu nãy đó. Lên thử chút thôi, không dám lên cầu. Ồ, cầu ghê không? Cảnh xung quanh đẹp quá. Đó là nhà hàng đây. Tôi đi xuống đi ngang cái cầu. Đó, cầu cũng đẹp. Bây giờ đừng đi xuống. Giờ đi qua cầu. Cầu có treo mấy cái tim. Cái tim bằng cây, bằng sắt. Hay bằng cây chứ. Cầu này gọi là cầu hoa. Có bông hoa nhiều. Cầu cái tim nữa.
xung quanh hồ. Đây thì có cái xe. Xe. Đẹp quá. Chỗ này đang ta mưa mấy con vịt đang đạp nè, đạp vịt. Chỗ này nó có mấy cái tượng khắc giống bên Phi Châu. Đây là Tết Sum Vầy. Sum Vầy. Đây. Làm cái cảnh cũng đẹp. Xe máy đây. Xe máy chở ba bông hoa. Mấy cây đu đủ này á, cây thật nhưng mà nó dán cái mấy cái trái đu đủ giả vô nè. Lan. Đồ xích đu cũng đẹp. Bướm bướm không? Chúc mừng năm mới. Sư tử rồi con gấu. Chúc mừng năm mới, gần Tết rồi. Còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Đây là cái ghế xích đu. Đây là hồ Long Ẩn. Hồ Long Ẩn. Sen. Đẹp, có tảng đá. Cũng đẹp. Giờ phải đi qua mấy cái tảng đá này qua bên kia. Đi cẩn thận. Cái tượng cũng đẹp. Bà này làm gì đỡ tay lên. Hôm nay gác cái cuốc. Này chắc mấy người xưa lắm, người hồi xưa đó. Người xưa. Xuống thung lũng tình yêu. Có gì dưới này không? Thung lũng tình yêu. Đây cây cỏ đủ thứ. Qua Hương Dương. Kia nó có cái cảnh cũng đẹp. Xa xa có cái tượng Phật mà bằng ma vàng. Đây Hương Dương. Đây có mấy chỗ đạp vịt. Ta muốn đi vòng vòng hồ chơi. Cảnh cũng đẹp. Có mấy cá nồi lội nè. Cá. Bây giờ cái này phải đi qua. Đi lên mấy cái
cái này để qua tới bên kia. Đó, bước lên. Giờ đi qua cái cầu, cầu này làm giống cái cầu tre, cầu cây nhưng mà bằng xi măng để làm con ếch nè. Trong lũng tình yêu. Đây mấy con vịt đang cho ta leo lên đạp chơi, đạp đi chơi vòng vòng xa xa. Các bạn thấy có cái hai con rồng đó, giữa cái hồ đó. Bên kia xa xa có cái cầu trò chơi bóng lăn nước massage cá. Cá lớn vậy ha. Cá này nó massage mình nè. Cảnh lục đá nó đẹp ghê ha. Để làm cái bông cũng đẹp, để là bổ lông. Chấm dứt chương trình video. Hẹn các bạn ở video kỳ sau. Bye bye. Chào các bạn.